Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả Nguyễn Thị Hồng, số điện thoại 0122, 3 số cuối là 721, ở Xuân Quỳ, Như Xuân, Thanh Hóa có hỏi. Dê thương phẩm nuôi được 2 năm, có biểu hiện là nổi mụn đỏ to bằng ngón tay cái khắp thân trong một tháng nay. Đã tiêm thuốc ghẻ nhưng không hiệu quả, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa chị Hồng, câu hỏi của chị đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung tư vấn như sau. Vâng, xin chào chị Hồng. Thì với cái biểu hiện như vậy thì tôi nghĩ là đầu tiên tôi đang nghĩ đến cái chuyện tôi bị đậu hoặc là đậu kết hợp với nấm ở da. Nhưng nếu mà bị đậu thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng ở cái vùng mặt là nó hình thành những cái mụn nó rất là nhiều, và sau đó toàn thân, đặc biệt những cái khu vực da non thì nó sẽ hình thành rất nhiều. Thế thì tôi cho rằng là đây là có thể là bị đậu, có thể kết hợp với hiện tượng bị nấm ở da. Thế thì đây không phải bị ghẻ, nếu mà ghẻ nó là cái dấu hiệu khác. Cho nên là dùng thuốc ghẻ điều trị nó không hiệu quả. Cho nên trong trường hợp này tôi tư vấn là nên dùng cái kéo cắt bỏ những cái chỗ nông ở cái vùng mà có mụn đó. Thế sau đó dùng cồn iodin 10% sát trùng. Và sau khi sát trùng xong thì dùng cái thuốc ketomycin bôi lên đó, bôi 2 lần trên ngày và bôi liên tục 7 đến 10 ngày liền thì nó sẽ hết cái hiện tượng bị như vậy. Và tất nhiên là để cho nó nhanh quá trình mà lành lại vết thương sau khi mà điều trị thì cần cho uống chất điện giải của glucose hòa với vitamin tổng hợp, và cho nó uống 3 lần trên ngày, cho uống 5 ngày liền. Nó hỗ trợ cho quá trình điều trị nó đem lại hiệu quả. Thế còn ngoài ra thì chúng ta có thể bổ sung thêm kẽm vào trong thức ăn tinh cho nó ăn hàng ngày thì nó giúp cho quá trình lành vết thương.